Cô làm rất tốt. Cảm ơn cô. Những gì còn lại cứ giao cho tôi. Chị đến đâu vậy? Tàu Kỳ Lân hiện giờ đang nằm ở đâu rồi? Miêu Ma ở đâu vậy? Ở đâu nữa? Miêu Ma đang ở trong đó đó. Được, hãy sớm giải quyết vấn đề Miêu Ma, ngăn trừ sự tan rã của xứ Mộc Khàn. Hãy nhìn bạn kia Tàu Kỳ Lân. Nào các bạn, mọi người hãy bám chặt nhau. Sô-cô-la. Chỉ sĩ bạo liệt họ đã đến rồi à? Miêu Ma đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị truy đuổi. Trường Đô Bèn thế nào rồi? Dạ, chỉ cần qua 11 giờ đồng hồ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Tốt, Thanh Long Lan, hãy làm hết sức mình để thế giới Đô Bèn luôn u tối, ngăn trường chúng đó tiến vào đây, có hiểu không? Hãy để cho bọn chúng sống dở chết dở. Ta muốn cho bọn chúng chính mắt nhìn thấy Mô Khanh bị quý diệt, đưa cả bọn chúng chim vào vực thẳm. Xin hãy giao cho tôi. Miêu Ma đại nhân, hãy để tôi. Người không cần phải đi. Dạ. Tại sao không thể qua đồng cùng mọi người chứ? Tại sao không chiến đấu thì không thể được? Hãy
chết anh trời, trời ơi đau quá trời. Mọi người hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ê, thật ra nó xảy ra chuyện gì? Nơi đây là đâu vậy? Hình như là thế giới Nobel. Tại sao lại gọi đây là thế giới của Nobel? Bởi vì nơi đây à, nơi đây ta chắc cái gì vậy? Cái gì vậy? Chi điên đó. Kỳ Lân, mau chạy đi. Không cần bạn nói tôi cũng biết rồi. Tào Kỳ Lân, sao vậy? Thời đại chuột, thời khắc sửu, phương vị rồng là thế giới cửa biển Đào Thái Lan. Thế giới cửa biển Đào Thái Lan? Có một người tên là Đào Thái Lan đã cứu một con rùa đen bị mang xuống thành Long Cung. Tại đây anh ta đã được công chúa Yana tiếp đãi và đã cho anh ta một hộp báu vật mang về nhà. Sau đó thì... Anh ta không nghe lời cảnh cáo của công chúa, mở hộp báu vật ra và biến thành một lão già. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này đâu. Bạn nói rất đúng. Tôi đang muốn nói là thế giới Nobel này đang tràn ngập khí linh tà ác. Bạn nói cái gì? Khí linh tà ác à? Phải rồi. Nơi đây là trụ cột Nobel ở trong xứ Mokhan thời cổ đại đã bị chìm dưới biển cả. Những khí linh tà ác đã chế tạo nên trụ cột Nobel đen tối và thế giới Nobel bị đen tối. Trụ Nobel đen tối à? Thế giới Nobel đen tối? Tóm lại là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tà linh quái thú đánh bại thế giới Nobel nên rời xa chỗ này là hay hơn hết đó không? Nhưng mà nhân vật đen tối xuất hiện đó là... Cho nên người cũng đều là tà linh quái thú. Trong câu chuyện Đào Thái Lan, người xuất hiện ở giờ chính là... Là Đào Thái Lan à? Không phải là công chúa Yana sao? Được, hãy tới thành Long Cung xem. Tôi biết rồi. Sao mà ghê quá. Nơi đây chính là nơi các ngươi phải chịu chết. Hoan nghênh mọi người đến thành Long Cung. Ở đó là nơi Đào Thái Lan à?
Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn người đến đây. Các người nghe đây, đáng tiếc các người lại phải chết rồi. Xin lỗi, chỉ có thể tiếp đón các người như vậy. Hãy từ từ hưởng thụ rất là vui vẻ. Đáng tiếc, sự tiếp đãi của ta chỉ có bấy nhiêu thôi, quá ít. Mọi người hãy chết hết đi. Dì Bên ra, hãy ra tay đi. Một, hai, ba. Bao Liên Quan à? Ai vậy? Công phu của nhà ngươi xem ra cũng khá. Muốn làm đối thủ của ta phải mạnh hơn ta một chút. Nếu không, ta không có hứng thú ra tay đâu. Ngươi là Long Lan à? Ở biển đào Thái Lan là thế giới nào bèn đèn tối, các người điều khiển được hay không? Muốn rời xa thế giới này, trước tiên phải đánh cục ta đã. Ta không bỏ chạy đâu, các bạn đuổi theo. Được. Mọi người hãy cố gắng. Lâm ca, phải làm sao hả? Tàu Kỳ Lân, à không, Litiza. Sau khi kết thúc trận chiến, chúng ta sẽ đi dạo trên bầu trời nhé. Được thôi, bạn chắc chắn là phải cố gắng rồi. Được, tôi đi đây. Hoan nghênh các bạn, các chiến sĩ bạo liệt. Lung lạc. Các người cảm thấy cửa biển đào Thái Lan và công chúa Yana đón tiếp như thế nào? Ta cảm thấy các ngươi là một con mồi rất béo bở. Là một con mồi? Thật là quá đáng. Ngươi cũng chỉ là một con mồi của Miêu Ma. Ta muốn cùng ngươi kết thúc câu chuyện. Hay đó, trước khi Mô Khan bị sụp đổ, ta với ngươi chơi một ván cờ chứ. Những chiến sĩ bạo liệt, thân hổ bệt 12 con giáp. Bấm mở ra con sát. Sao? Dám đấu với ta? Bạn không sao chứ, Hổ Vương? Hắn còn chưa cho ra hết thực lực. Ở lại đây quá nguy hiểm, mong khắc. Ô Lân và Asa phải nhờ vào các bạn rồi. Được, giao cho tôi đi. Hãy xem mắt hổ đi. Bao đi Hà Lỗ Tư. Ta sẽ đem hết thực lực ra đối phó. Đó là quá nhiễm, có dân nguy hiểm. Cậu Hổ Dương, Hà Lỗ Tư, nguy hiểm. Oh,
Trò chơi này chỉ đem gạt con nít thôi, với ta thì nhầm do gì? Bông cát, à sao lực? Đáng chết! Này các cô gái kia, hãy đứng tránh sang một bên. Hãy nhìn bạn bè của mình đi, hay là muốn đồng cam cộng khổ? Dừng tay! Đối thủ của người là chúng ta đây! Dương tài, nhưng mà con người không phải là địch thủ của ta đâu. Long ca, Long ca, hãy ráng lên. Mọi người không sao chứ? Long ca, bà hãy ráng lên. Muốn hy sinh bản thân để bảo vệ bạn bè có phải không? Thật là cảm động. Đáng tiếc chỉ vô ích thôi. Dừng tay! Làm cái gì không tha cho ngươi đâu? Không tha cho ta? Nói nghe nực cười quá. Ta mới không tha cho ngươi đó. Ta quyết không tha cho ngươi. Miêu Ma đại nhân kêu ta đừng giết ngươi. Ngươi thì ngoại lệ. Ta phải đốt ngươi ra thành tro bụi. Hãy tiếp chiêu đi. Hãy tiếp chiêu. Cứu tôi! Kiếm chân bao liệt đã bị đánh bại trước mắt ta, cứ giống y như là cây quạt điện vậy. Bao liệt quang, Clip, hãy dẫn mọi người chạy đi, hãy để tôi cản hắn lại. Mau đi, yêu quái, bộ chuyện này tôi không biết làm hay sao. Còn sống à, cũng có sức chịu đựng ghê chứ. Không thể đi tiếp tục như vậy được. Đưa những người khác đến gặp ngươi ở dưới suối vàng. Cứ tiếp tục như vậy, thế giới đô bên sẽ một cành. Hãy nghe cho rõ. Ông ta là ai? Ta là Cao Nhĩ. Đại Lê Thần Cao Nhĩ. Hãy nghe đây, có thể phân chia ra chiến đấu được. 12 con giáp cần phải đoàn kết sức mạnh và tinh thần lại mới có thể đánh cục kẻ địch. Các người hiểu chưa? Kokoro phải đoàn kết sức mạnh và tinh thần lại. Mọi người chuẩn bị chưa? Rồi. Hãy đoàn kết sức mạnh và tinh thần lại. Thành một
nó. Nó đi giở trò gì đây? Ý đây thật là đúng lúc. Ta sẽ để cho bọn người quá thành tro bụi. Ánh sáng hợp thể 12 con giáp. Ánh sáng hợp thể 12 con giáp quả nhiên thật là lợi hại. Nhưng mà dùng tuyệt chiêu này thì thiệt là mệt quá. Nhưng đây là sức mạnh của mọi người đó. À, nó còn sống kìa. Ta không thể chết một cách vô lý. Ít ra thì ta phải kéo bọn người chết chung. À, thôi chết chắc rồi. Mọi người mau chạy đi. Trời tôi chơi. À lỗ tư. À lỗ tư lông ca đâu? Bọn họ còn ở phía dưới. Chắc thật không? Thật ra bọn họ làm cái gì? Chắc chắn là Hà Lỗ Tư bị té ngã rồi. Bạn hết nói nổi. Bây giờ có thể đi qua được chưa vậy? Tôi thành thật xin lỗi nha. Mau lên. Nếu không tôi thì chúng tôi sẽ đi đến Miêu Ma trước đó. Làm sao chúng tôi có thể bỏ bạn lại nơi này được? Tôi thấy chỗ này ghét quá à. Hà Lỗ Tư, Long Ca. Liệt Quang, tôi sẽ không tha thứ cho Miêu Ma. Cho dù Miêu Ma có phải là Su Cơ La hay không, trước khi Mộ Khanh bị sụp đổ, ta phải cố gắng đánh gục cô ta. Phải. Đây là nội bộ trụ cột đâu bên đen tối. Miêu Ma có thể đang ở chỗ này. Tôi sẽ thay mặt cho Long Ca và Hà Lỗ Tư để báo thù. Hãy đợi đấy Miêu Ma.目を覚ましてくれ。戦わなくてももっと違う方法で分かり合える。
ニャンマルワナ! 次回 12戦士爆裂エトレンジャー 目覚めよ銃剣! 邪霊昇乱!